Xin chào mừng quý vị đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo10TV Thưa quý vị, trước giờ thì quý vị mình cũng không biết ở đây các cô chú anh chị mình lớn tuổi ở trên kênh nè Cũng như là các bạn trẻ trên kênh nè Thì không biết rằng là ở đây mình đã có bao nhiêu người xăm mình và bao nhiêu người là không thích xăm mình Thì mình có thể để bên dưới comment video ngày hôm nay bởi vì cái video này nó sẽ liên quan tới cái vấn đề là xăm mình hả quý vị thì cái câu chuyện ngày hôm nay là mình cũng nhận được từ một cái anh anh này thì ảnh cũng không gọi là già mà cũng không gọi là trẻ gọi là cũng trung trung tuổi thôi nhưng mà ảnh lấy một cái cô vợ lớn hơn ảnh 3 tuổi đó thì cái câu chuyện mà vợ lớn hơn ba tuổi thì nói chung nó cũng chẳng có trên lệnh gì gọi là nhiều bao nhiêu hết quý vị nhưng mà cái quan trọng nó là liên quan đến cái chủ đề là hình xăm và cái câu chuyện này nó diễn biến rất là nó vừa bi hài nó vừa mắc cười bi hài ở chỗ là nó vừa buồn nhưng mà nó cũng vừa mắc cười nó vừa vui lắm quý vị thì em cũng mong rằng là quý vị mình có thể dành ra ít phút để nghe qua cái câu chuyện của anh này anh tâm sự ha về cái việc mà anh lấy phải cái người vợ xong mình nha thì anh kể rằng á, bản thân của anh á, từ lúc mà anh học đại học xong thì anh mới chọn á, là anh sẽ đi theo cái con đường đó là ra nước ngoài để mà du học và cũng như là lập nghiệp ở bên nước mỹ nhưng mà rồi á, đùng một cái hơn một chục năm trời sống ở bên Mỹ Nhưng mà anh lúc đó là anh cũng đã là gọi là 37 tuổi rồi quý vị Thì ở cái tuổi này bạn bè của anh đứa nào nó cũng đùm đùm đề đề Hai đứa con, vợ con đề quề còn bản thân của anh thì anh 37 tuổi mà anh vẫn lẻ bóng một mình Chưa vợ, chưa con, chưa gì cả Thì lúc này ba má của anh mới bắt đầu sốt ruột lên Ba má anh mới lo về cái chuyện là con mình lớn rồi mà chưa chịu lập gia đình Thứ nhất là ông cũng ông bà cũng sợ cái vấn đề là thời đại bây giờ Đa số đàn, đàn ông thì cũng hay có cái vấn đề là trục trặc về giới tính đó quý vị Nên là không biết con trai mình nó là trai thẳng hay trai công Nên là ba má anh cứ thúc ép em về anh về cái chuyện là phải sớm lấy vợ thì khi mà ông bà bắt anh á, về nước á, phải khẩn cấp thay vì á, là cô độc ở bên Mỹ thì thôi bây giờ về Việt Nam đi tìm vợ bên Việt Nam thì khi mà bị gia đình thúc ép á, thì tôi mới đành về nước để mà làm việc làm việc tức là một thời gian sống và lập nghiệp đi học và lập nghiệp ở bên Mỹ rồi được hơn 10 năm rồi cuối cùng thì bây giờ bỏ Mỹ về Việt Nam chỉ vì cái việc là phải lấy vợ và phải ổn định cuộc sống bên Việt Nam này với vợ con thì khi mà anh quyết định bỏ mỹ về việt nam cũng trong cái thời gian mà anh về việt nam luôn thì anh mới gặp được cái cô này là cổ tên diễm nha quý vị diễm xưa hả quý vị ha diễm xưa nha thì không biết anh này là ảnh tên gì nhưng mà đại khái là cái cô này là tên diễm xưa đó thì cái cô này cổ hơn anh là 3 tuổi và anh cổ vẫn còn độc thân mà cái lần đầu tiên khi mà ảnh gặp ảnh gặp cô Diễm xưa này, này thì ảnh thật sự là ảnh giống như là bị hấp dẫn vậy đó bởi vì ảnh chia sẻ như thế này tôi giống như là tôi bị hấp dẫn bởi cái vẻ đẹp của cái cô này bởi vì là cổ cười cái nụ cười rất là thánh thiện luôn và sau khi mà gọi là hai bên hút nhau giống như là năm trăm vậy đó thì hai người mới hẹn hò đi cà phê các kiểu rồi bắt đầu là có tình cảm với nhau từ lúc nào mà không có hay thì khi mà ba gia đình của anh nó biết gia đình của tôi á biết tôi có bạn gái rồi thì ba má cũng rất là mừng mới bắt là tôi phải đưa cái cô diễm này nè về nhà để mà xa mắt và nếu mà ông bà chấm một cái là coi như hai người tiến hành là cưới luôn trong cái tháng này luôn, à, cưới như vậy quý vị cưới nhanh vọn gọn lẹ luôn, thì chưa chuẩn bị và chưa có kịp thời để mà nghĩ đến cái chuyện được kết hôn, hai người cũng đang nghĩ là chỉ là yêu thôi, nhưng mà đụng phát bây giờ tôi với Diễm không quan tâm nhiều tới những cái lời ba má nói à, định là chỉ yêu một thời gian rồi tới khi nào chín mùi mới cưới, nhưng mà đùng một cái mẹ của tôi âm thầm tới nói chuyện và cũng như là xin cưới với lại bên gia đình của Diễm luôn, tức là ba má tôi âm thầm qua bên âm thầm qua bên gia đình của ba má Diễm để mà xin hai đứa cưới nhau. Thì lúc này khi mà tôi với Diễm nghe tin là coi như cả hai đứa sốc vô cùng luôn. Thì khi mà xin bố mẹ, ba mẹ hai bên á phải dừng lại để cho hai đứa có cái thời gian tìm hiểu thêm. Nhưng mà ba má hai bên không có bên nào chịu hết trơn bên nào cũng căng căng thật không. Bởi vì á, là hai bên gia đình đều nói là hai tụi tôi đều không còn trẻ nữa Tôi 37 còn vợ tôi 40 Mà hai người vậy còn trẻ nữa đâu mà còn thời gian tìm hiểu gì nữa Được một cái thì cưới luôn cho rồi đó Thành ra đó là đốt cháy giai đoạn không cần tìm hiểu mà cưới luôn rồi Có gì á, cưới xong đi rồi tính sao cũng được thì tính nói chung là cái anh này anh cũng rất là nghe lời gia đình á kiểu như vậy thì khi mà ba má khăng khăng như thế thì anh cứ nghe theo thôi quý vị và thế là à, bắt đầu phụ huynh hai bên gia đình bắt đầu là ra chủ động tổ chức đám cưới cho hai đứa con và tổ chức một cách gấp gáp gấp gáp như vậy thì dĩ nhiên hàng xóm láng giềng và ngay cả bạn bè của của diễm á, đều nghĩ rằng á, là diễm lấy anh á, cái cô diễm này là lấy anh á, để mà cưới chạy bầu cái gì cưới chạy bầu là cứ tưởng đâu là có bầu trước cưới á và thế là cái ngày cưới thì ba mẹ hai bên là hai ba mẹ của anh và ba mẹ của diễm là là coi như hai ông bà su gia là vui nhất vui nhất trong bữa tiệc luôn tại hai ông bà thấy hai con mình là hủ mắm treo đầu giường hết rồi mà bây giờ đến nhau là hai ông bà thấy hết mắm mà là vui đó thì khi mà nhìn thấy hai hai đứa con là anh với lại cái chị diễm này nè thấy ba mẹ hai bên vui thì dĩ nhiên con cái cũng vui theo thì cũng thở phào nhẹ nhõm thôi kệ coi như mình hy sinh đời mình để ba má vui cũng được thì khi mà ông bà ba má ba má hai bên á thời gian qua lo lắng nhiều bây giờ tự nhiên hai đứa con đều đến đến được với nhau rồi thành công đám cưới xong thì vui quá cưới xong rồi thì bây giờ hai đứa phải làm cái gì để cho ba má hai bên hài lòng đó là phải có cháu phải sớm có cháu gì và sau khi mà đám cưới kết thúc xong thì ba má mới dục á, là vợ chồng anh á, phải bắt đầu là à, không có được kế hoạch không có được kế hoạch quá gia đình không được làm gì hết nha tức là không có được bảo vệ phòng hộ gì hết nhào vô một cái là quốc là có bầu liền cho ông bà luôn ông bà muốn vậy đó thì khi mà nói chung á, là cái gia đình của anh với gia đình của cô diễm này là kiểu như là làm cái gì nó cũng giống như trong phim hồng kông mà giống như là hôm nay chiếu là ngày mai đẻ vậy đó quý vị tức là nó nó, nhanh lắm quý vị đám cưới cũng nhanh mà có con cũng phải là có bầu liền vậy đó rồi cũng phải đẻ liền vậy đó thì khi mà cái anh này với lại cái cô diễm này hai người á, là coi như là chịu lòng phụ huynh hai bên cho nên á, là cái hôm đó là tân hôn đúng không động phòng qua chút thì khi mà động phòng qua chút thì mới đưa cái cô vợ này nè đưa cái cô diễm này nè, diễm xưa nè đưa lên phòng thì khi mà đưa lên đó để hấp hôn thì hai người á mới bắt đầu là chuẩn bị vô cái hiệp đầu tiên để mà làm này nọ thì cái cô diễm này là cổ bốn tuổi rồi nhưng mà em nói quý vị dùng cái từ diễm xưa là quý vị biết rồi có nghĩa là cái cô này là cổ 40 tuổi mà cổ còn xin nha quý vị cổ chưa từng chưa từng qua đêm với người đàn ông nào luôn tức là còn xin luôn đó một trăm phần trăm á thời đại bây giờ mà 40 tuổi mà còn xin là hiếm lắm quý vị thì khi mà cổ à, à, cổ lần đầu tiên với à, với ảnh á mới bắt đầu hồi hộp 40 tuổi nhưng mà hồi hộp lắm quý vị ơi tại vì nào giờ mình chưa từng có này kia này kia mình cũng sợ đúng không sợ đủ thứ hết thì cổ mới bắt đầu cũng ngại ngùng cổ này kia cũng có rón rén cũng sợ thì khi mà ảnh nó mới bắt đầu á <laughs> ảnh mới, mới bắt đầu ảnh kéo áo cổ xuống cái gì ảnh kéo áo của diễm xuống đó thì lúc này mới bắt đầu hôn hôn lên Hôn hôn lên thì đang hôn hôn mùi mẫn hiểu quý vị hôn lên bắt đầu kéo cái áo xuống thì hôn hôn lên tới, tới cái lưng thì bắt đầu coi như ảnh mở mắt ra ở đầu là đang đê mê đúng không đang nhắm mắt quý vị mà tự nhiên bắt đầu hôn hôn lên đến cái lưng lên tới cái 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 vai tự nhiên bắt đầu mở mắt ra chi không bởi vậy mở mắt ra chi cái tự nhiên thấy nguyên cái body cái cổ một cái gọi là hỏi ơi vô đập vô trong mắt ảnh luôn đó là phía sau cái tấm lưng của cô, cô, cô diễm này nè nguyên cái lưng phía sau luôn nguyên cái tấm lưng trần của cái cô diễm xưa này nè là coi như xâm kính mình luôn quý vị xâm kính cái lưng luôn thì lúc này là coi như là cái anh này anh ú ớ luôn cái anh việt kiều này nè anh ú ớ trong miệng luôn ảnh chỉ có biết là à lấy cái tấm khăn á rồi che qua cái lưng vợ anh tội tại anh gung quá anh nói là anh gung ảnh không thốt lên được lời luôn quý vị thì lúc này ảnh mới không ảnh mới nghĩ rằng á bản thân của ảnh anh không hiểu vì sao mà tự nhiên bây giờ bản thân của tôi phải thành ra thế này có nghĩa là vợ cái cô diễm này nè thì tái mặt vội vã đỡ ảnh vậy nghĩa là cổ đâu có biết lý do làm sao tự nhiên chồng mình đang mùi mẫn đang hung 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 đồ này kia tự nhiên cái không cái ổng ổng xỉu càng ổng ổng nằm quải chè luôn cái gì thì cổ đâu có biết cổ mới bắt đầu đỡ ổng vậy cổ mới rối rít cổ hỏi vụ gì vụ gì thì lúc này á ảnh mới dắt đầu là ảnh nói với cổ là ảnh uh, sợ ảnh thấy cái hình xăm của ảnh sợ quá thì cổ mới bắt đầu giải thích với ảnh cô diễm cũng mới giải thích với ảnh cổ nói là cái hình xăm á của trên lưng của cổ là hình xăm cái đầu lâu ra đó là hồi trước á là cái hình xăm trên lưng đó của cổ là hình xăm của gương mặt người yêu cũ đó nhưng mà vì á là cổ chia tay người yêu cũ xong cổ buồn quá cổ hận cái người yêu cũ đó cho nên á là cổ đội cổ đi cover lại đi cover cái hình cái hình gương mặt của người yêu cũ đó Qua thành cái đầu lâu gì <laughs> Qua thành cái đầu lâu thù tình quá không để quá hình đầu lâu luôn vị hai cục xương luôn đó thì khi mà anh này anh mới mở cái áo của ra của, anh thấy cái lưng của nguyên cái hình đầu lâu anh sợ quá, anh xỉu ngang luôn quý vị thì cái lúc này cổ mới giải thích là lý do nó là như vậy có nghĩa là hồi lúc cổ học đại học đó, là cổ có người yêu rồi cổ xăm hình cái mặt người yêu lên đó rồi, rồi, ghi là forever love đồ này nọ xong rồi chia tay xong giống như là buồn tình quá hận người yêu bắt đầu mà đi, cover lại cái hình mặt người yêu thành cái hình cái đầu lâu thì á cổ mới tâm sự với ảnh của nó là em em xin lỗi tại vì hồi xưa á, lúc mà em còn đi học đại học á thời điểm đó em còn trẻ trâu á em rất là mê xăm mình thì em mới tham gia những cái hội mà giống như những cái group nhóm ở trên mạng mà những cái hội thích xăm hội thích xăm mình thích xăm chỗ rồi đó lên hội đó thì khi mà lên cái hội đó để mà nói chuyện với nhau về cái chủ đề xăm á thì cổ mới quen được cái anh này thì cái anh này cái anh người yêu cũ này của cổ ảnh là thợ xăm luôn quý vị thì ảnh là cái người xăm cái mặt của ảnh lên trên cái lưng của cổ luôn á thì khi mà chia tay xong thì cổ mới hận quá cổ mới đi qua cái tiệm xăm ở bên một cái tiệm xăm khác để mà cổ câu vào lại cái hình nó thành đầu lâu thì cổ mới giải thích với ảnh như vậy và khi mà đến với ảnh thì thật ra cổ cũng không phải là cổ muốn giấu đâu mà cổ không biết phải nói mở lời như thế nào cổ sợ là cổ nói ra là ảnh sẽ không chịu cưới cổ mà 40 tuổi rồi mà chẳng lẽ nào không cưới quý vị không cưới thì cũng không được đúng không cho nên là cổ cũng sợ ế cổ cũng sợ ế cho nên là cổ mới thấy vậy cổ im luôn cổ định là để cho cá nằm trên thớt là coi như là coi như mọi thứ nó xong xuôi hết là thôi nhưng mà ai ngờ đâu đêm tân hôn mà lại để cho ảnh phát giác ra cái hình đầu lâu đó thì khi mà cái anh này gọi là ảnh nhìn thấy cổ là coi như ảnh quýu luôn cái gì ảnh quýu tại vì ảnh rất là sợ xăm mình ảnh không thích phụ nữ xăm mình mà cộng thêm nữa là lại còn hình xăm một cái đầu lâu nhìn nó rất là dữ dằn như vậy mà nó nằm ở nguyên cái lưng phía sau luôn thì giống như là chồng anh cái anh này ảnh cảm thấy giống như là cái cô này nó ghê ghê thì sao cái cô diễm này nhìn ghê ghê mặc dù là đặt cái tên cổ là diễm xưa nhưng mà nhìn cổ không có xưa nha nhìn cổ gọi là nó ghê ghê lắm thì bắt đầu á là cổ mới giải thích của nó nếu giờ anh không chịu thì em đi xó nó nếu anh không chịu thì em đi xó thôi chứ bây giờ làm sao Chứ bây giờ em cũng gắng cố gắng như vậy rồi Thì mong là anh thông cảm đồ này nọ đó Thì cô Diễm mới khuyên ảnh vậy Nhưng mà ảnh mới nói cổ gì nè Ảnh nói một cái câu là Tôi không biết đàn ông khác làm sao Nhưng mà tôi á Đàn ông của tôi á là tôi yếu bóng vía lắm Thật sự là dọa tôi mấy cái mà liên quan tới ma quỷ đầu lâu đồ đồ Là tôi sợ tái xanh tái mét tôi không dám lại gần em Đó Thì khi mà cái cô Diễm cố gắng giải thích cỡ nào Cố gắng xin lỗi cỡ nào Thì cái anh này ảnh cũng khăng khăng là ảnh không đụng vô người cô Diễm Lúc này thì mới ảnh mới hỏi thêm cổ là bây giờ em nói thiệt với tôi đi bây giờ trên người em á ngoài cái lưng em xăm ra thì bây giờ trên người em còn chỗ nào em chưa em em có xăm hay là chỗ nào không có làm gì đặc biệt không em nói cho tôi biết luôn đi để tôi chuẩn bị tâm lý Tù nghiệp khổ không gì Xong rồi thế là cô Diễm này Diễm xưa mới nói với ảnh đó là em xin lỗi thật ra là ngoài cái lưng ra đó thì ngay chỗ cái ngay chỗ cái cái, cái má đùi của em á tức là cái mé đùi bên trong, cái mép đùi bên trong á em có xăm thêm một cái hình nữa. Thì ảnh mới hỏi là em xăm hình gì? Đó, em xăm hình gì? Thì cổ mới nói là e, cái đó thì em không có xăm hình mặt người yêu nữa, nhưng mà em xăm em ghi là yêu anh mãi mãi <laughs> yêu anh b mãi mãi có nghĩa là cái tên của anh yêu cũ á yêu anh b mãi mãi quý vị mà ghi bằng cái chữ kiểu như chữ uh, chữ ngoạt 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 đó, quý vị nói chung là mình nhìn kỹ mình mới hiểu ra được cái từ tiếng việt nó là như vậy thì uh, ảnh mới bắt đầu ảnh mới nói là tại sao mà tới ngày hôm nay em lấy tôi mà em còn để cái hình là yêu anh uh, yêu anh b mãi mãi đó thì cổ mới nói là tại vì em chưa kịp đi xóa trời đất ơi quý vị ơi có chịu nổi không? 40 tuổi mà sao làm chuyện dại quá. Thì lúc này á cổ mới nói là thôi để sáng mai em đi ra tiệm em đi tìm người xóa cho em mấy cái hình này. Thì đúng y như vậy luôn sáng ngày hôm sau cổ đi ra tiệm, cổ đi ra một cái tiệm đó để cổ cổ nhờ cái tiệm xăm đó người ta xóa thì cái tiệm xăm người ta mới lắc đầu cái gì. Người ta nói là cái lưng của cổ nó đã xăm đi xăm lại cover hai ba lần. Cộng thêm á là bây giờ cái hình xăm của cổ nó quá là lớn nó kín nguyên cái lưng luôn. Nếu mà bây giờ xóa đó là cái chi phí mà bỏ ra để mà xóa xăm nó tốn gấp hai ba lần so với cái chi phí mà đi xăm có nghĩa là nó mắc rất là nhiều mà cộng thêm là xóa xong nó vẫn còn để lại tì vết và nếu mà để lại tì vết đó rồi là có lưng coi như là cái lưng nó rất là xấu luôn cái lưng nó xấu vô cùng nó không thể nào mà trở lại cái làn da bình thường được thì cái lúc này á cái người thợ mấy cái người thợ xăm á người ta mới khuyên á là thôi thì bây giờ á, em cố gắng thuyết phục chồng em đi là để lại cái hình xăm này tại vì dù sao để là cái hình xăm đó nhìn nó mặc dù là nó nhìn nó không có được đẹp theo kiểu như là mình là con gái thì nhìn hình xăm nó có vẻ dữ dằn nhưng mà nó đỡ hơn là nếu em xóa xong mà đỡ để lại sẹo là để lại một cái tì vết gì lên trên cái lưng thì nó còn xấu hơn nhiều so với cái chuyện mà em để lại hình xăm thì đa số những cái tiệm xăm người ta đều lắc đầu không có chịu nhận xóa xăm cho cổ và cũng như là người ta sợ là xóa cho cổ một cái hình lớn quá như vậy kín cái lưng như vậy mà lỡ chẳng may mà nó có một cái gì đó trục trặc trong cái quá trình xóa đó mà nó để lại sẹo lòi, ha để lại cái này cái kia là coi như là lúc đó là cái tiệm xăm người ta bị bị vấn đề bị liên quan tới cái vấn đề là ảnh hưởng cái tay nghề làm việc của người ta luôn thì nói chung là nó cũng ảnh hưởng nhiều á nên đa, đa số những cái hở những cái thợ xăm á người ta không có dám nhận xóa cái hình xăm trên lưng của cổ quý vị thì lúc này cổ mới bắt đầu là cổ lo lắng vô cùng ban đầu cổ không có nghĩ cái chuyện mà nó vì một cái hình xăm mà nó làm ảnh hưởng nhiều tới cái chuyện hôn nhân của chị với chồng chị đến như vậy chị nghĩ đơn giản là nếu mà kho chồng không thích thì đi xóa thôi chứ cổ đâu có biết là xóa hình xăm nó phải tốn rất nhiều tiền rồi nó còn còn chưa chắc là xóa xong là thành công nữa hoặc là xóa xong nó còn phải để lại sẹo rồi cổ không có hề biết cái hệ lụy nó đến mức độ đó thì um, quyết định xong mà khi mà suy nghĩ cặn cặn, cặn kẽ thì cổ mới quyết định là về nhà năn nỉ chồng nhưng mà quý vị biết không cái anh này thì ảnh quá là sợ là ảnh mặc dù ảnh là, là sống bên Mỹ 10 năm hơn ảnh đi làm ảnh đi học bên đó tuy nhiên là cái 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 như quý vị cũng thấy rồi cái tính cách của cái anh này một phần ảnh là cũng là cái người là nghe theo lời ba má rất là nhiều luôn từ cái việc việc là tự nhiên đang sống bên Mỹ yên thân yên phận đi làm bên đó rồi đi học bên đó đi ra trường làm bên đó ổn định bên đó định cư bên đó tự nhiên đụng phát ba má kêu về Việt Nam cưới vợ tự nhiên bỏ Mỹ về Việt Nam ở luôn lấy vợ luôn là có nghĩa là mình cũng biết là cái ông này cực kỳ sợ ba má, có nghĩa là ổng không có cái định kiến riêng, không có cái tiếng nói riêng cho bản thân mình. cho nên nó là chính vì vậy khi mà những cái chuyện mà uh, bây giờ ngày hôm nay ổng không thích hình xăm nó cũng là cái chuyện bình thường. có nghĩa là cái ông này ổng cực kỳ là nghe theo ba má, nghe theo gia đình và cái chuyện mà ổng không thích hình xăm này em nghĩ rằng cũng một phần rất là lớn là ba má, ổng cũng kỳ thị những người con gái xong mình luôn. cho nên nó là anh này anh đặc biệt anh kỳ thị vô cùng với cái chuyện vợ anh xăm mà lại còn xăm thêm cái hình đầu lâu kín cái lưng nữa đó thì đây cũng là một cái bài học kinh nghiệm thì em nghĩ rằng cái cụ hôn nhân này có lẽ rằng nó cũng khó có thể đến được đến nơi đến chốn đâu quý vị à có lẽ rằng thứ nhất là tại vì sao thà rằng cái cô này cũng còn trẻ quá cổ còn đẹp quá cổ còn mơn mởn quá 20 21 22 23 25 tuổi không nói đằng này cổ lớn hơn ảnh 3 tuổi ảnh 37 cổ 40 mà phụ nữ đã lớn 40 tuổi rồi mà ngày hôm nay lấy được một cái tấm chồng mà lại còn xâm bình như vậy thì dĩ nhiên cái anh này ảnh dù sao anh 37 tuổi anh cũng còn trẻ hơn con này 3 tuổi mà quý vị thì dĩ nhiên trong mắt của ảnh là cái cô này vừa già hơn ảnh nè à mà vừa xăm mình nè là không được rồi nè mà lại còn quá khứ dơ dái dễ gì giấu giếm nữa rồi càng không được nữa thành ra là em nói với chị là cuối cùng thì cái cuộc hôn nhân này nó cũng khó có thể mà tới đâu được đó và thưa quý vị là đây một cái câu chuyện nó cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho chị em phụ nữ những đặc biệt là những cái chị em những cái bạn gái còn trẻ tuổi đi chăng nữa nhưng mà mình có cái xu hướng đó là mình thích đi theo trào lưu là thích xăm mình một số bạn á, thì mình thích xăm mình là vì nghệ thuật vì nhìn nó chất chơi nhìn nó kiểu nhìn nó tay nhìn nó này kia hoặc là mình muốn xăm hình để cho nó lưu lại những cái ý nghĩa gì đó trong đời mình tuy nhiên mình phải suy nghĩ cân đo đong đếm thật là kỹ về cái quyết định xăm mình bởi vì không phải cuộc sống bây giờ mặc dù là xã hội nó có hiện đại hóa đi chăng nữa, nhưng mà cái tư duy con người không phải ai cũng hiện đại theo như xã hội được. Có những người vẫn còn rất định kiến về hình xăm cho nên về cái việc mình chọn lựa hình xăm lên trên người mình phải đắn đo rất là kỹ nha quý vị. Và cái câu chuyện này đến đây thì xin phép được khép lại và rất cảm ơn quý vị cô chú anh chị mình đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị mình trong một video kế tiếp.